đó cái framework Jack Ma thì nó tập trung vào một số các cái nó gọi là nó gọi là what, how, where, who, when and why, tức là để đưa ra được một cái optimization policy ấy, thì chúng ta phải trả lời được một số cái câu hỏi là what này, how này, where, who, when and why, thì đây là cái framework Jack Ma. Thì ví dụ như là what thì nó là data chẳng hạn, how thì là function là chức năng, rồi where thì ví dụ như là nếu mà triển khai trên toàn cầu hay triển khai trên cả mạng lưới hay triển khai hay là cục bộ local thì đó là network, rồi people là ai sử dụng, ai sẽ sử dụng những cái hệ thống tin học đó, rồi thời gian và cái động lực, cái nguyên cái lý do để triển khai là cái gì. Thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải phải ví dụ như là bây giờ chúng ta có một cái chiến lược với cái thông tin chẳng hạn, chúng ta đặt ra là bây giờ chúng ta muốn tối ưu hóa cái quy trình, cái công đoạn này. Ví dụ như cái quy trình, ví dụ như là cái mảng, chúng ta thấy là cái mảng mảng mà những cái quy trình nội bộ chẳng hạn, để phê duyệt nội bộ, rồi những cái quy trình xử lý nội bộ giữa các phòng ban với nhau, ví dụ như đơn giản như vậy, là nó đang xử lý bằng tay, nó rất là chậm, thì chúng ta muốn là phải tối ưu cái quy trình này. Đấy là optimization. Nhưng mà chúng ta phải trả lời là khi tối ưu quy trình này thì tối ưu cái gì, tối ưu những cái mảng dữ liệu nào, rồi là cái chức năng là gì, và chúng ta triển khai ở cái quy mô nào, quy mô trong một vài đơn vị hay là trên cả tổng thể hay trên toàn cầu, rồi ai là người sẽ thụ hưởng cái việc tối ưu này, rồi thời gian dành ra sẽ mất khoảng bao nhiêu. Tất nhiên ở đây chúng ta không cần trả lời chính xác. Đấy. Rồi là cái động lực thực sự để làm cái việc này. Không phải cái gì tốt thì chúng ta cảm thấy tốt thì khi đưa vào thực sự nó sẽ tốt, chúng ta phải phải xem xét kỹ. Thì đây là cái framework Jack Ma ở trong cái phần EA này, thì cái này cũng là một cái để có thể tham khảo được. Cái framework thứ hai là framework TOGAF. Thì cái này khi nếu mà bạn nào mà đi đi tuyển dụng về 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 kiến trúc và giải pháp ấy, thì thường người ta hay hỏi về cái framework này. Thì bạn nào mà làm kiến trúc và giải pháp thì người ta sẽ hỏi xem là các bạn đã có nghe đến cái framework này không. Framework thứ hai framework TOGAF thì nó chia nó sẽ chia thành ba cái layer. Thực ra là nó sẽ như này, nó sẽ chia thành một số các cái mảng chính mà chúng ta cần phải quan tâm. Đấy, mảng chính cần phải quan tâm. Trong đó thì ba cái mảng quan trọng nhất là business layer, application layer và technology layer. Thì chúng ta phải chúng ta khi mà chúng ta đưa ra cái chính sách về tối ưu và hay như kế hoạch tối ưu, chúng ta tham khảo cái framework này để chúng ta xem xét tất cả các cái mảng, ví dụ như là về vision, tức là về định hướng này, rồi là về cái kiến trúc về về kiến trúc về business, rồi các kiến trúc về hệ thống công nghệ thông tin, kiến trúc về về công nghệ chẳng hạn, vân vân. Thì thực ra là nó sẽ chia làm ba cái layer chính là cái business layer, cái application layer và cái technology layer. Thì khi mà chúng ta muốn đưa ra một cái chính sách thì chúng ta tham khảo cái mô hình này trước để chúng ta xem xét tất cả các cái khía cạnh này. Thì vì người ta đã vạch đầu dòng sẵn cho mình rồi thì mình sẽ có, nhưng mà không nhất thiết là chúng ta phải phải áp dụng một cách máy móc cái framework này. Chúng ta có thể chỉ cần nhặt những cái gì mà chúng ta cảm thấy cần thiết ở trong framework này thôi. Giống như người ta đã liệt kê ra độ 20 món thì chúng ta xem mà trong đấy chúng ta có thể lấy được 10 món trong đấy xem xét hay là không, kiểu như vậy. Người ta thường thì framework thì người ta sẽ liệt kê hết, người ta sẽ cố gắng đi hết các khía cạnh của một cái chính sách hay một cái nội dung lớn. Thế nhưng mà chúng ta thì chúng ta có thể chỉ cần tham khảo và xem may đo xem mà với doanh nghiệp chúng ta thì chúng ta cần phải chú trọng vào cái gì. Tất nhiên là ba cái core chính ở đây là business layer, application layer và technology layer thì chúng ta cần phải quan tâm, thì nó liên quan đến cái chính sách về cái kiến trúc về về business và cái kiến trúc về công nghệ thông tin. Ví dụ như cái kiến trúc hiện tại nó có đáp ứng được không và nó cần phải 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 thay đổi ở những cái mảng nào, và cuối cùng là cái kiến trúc về mặt về mặt công nghệ, là cái công nghệ nó có cho phép làm hay không, chúng ta thay đổi những cái mảng công nghệ nào. Đây là liên quan đến policy, tức là khi mà chúng ta ra chính sách chúng ta phải quan tâm những cái khía cạnh này. Thế còn đến cái phần planning thì sao? Planning thì thực ra là một công ty thì nó sẽ trải qua bốn cái stage, thông thường là như vậy, bốn cái giai đoạn. Thì liên quan đến lên kế hoạch về 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 tối ưu công nghệ thông tin. Thứ nhất là những cái công ty mà nó có đầu tư kém về về IT thì IT không được áp dụng, tức là làm bằng cơm hết. Thế còn sau đấy thì nó có thể đến những cái giai đoạn mà bắt đầu là nó sẽ tin học hóa từng phần. Đấy gọi là departmentally optimized company. Tức là các phòng ban trong công ty nó thấy là cái công việc này của nó là đang làm quá chậm thì nó sẽ yêu cầu là tin học hóa. Thì lúc ấy là nó sẽ từng phòng ban nó sẽ có những cái phần mềm để phục vụ cho công việc đặc thù của nó. Thông thường là người ta sẽ làm theo cái kiểu đấy, tức là sai đâu sửa. Tức là kiểu có nhu cầu đâu đâu thì yêu cầu đấy, chứ trừ phi là người ta có cái chiến lược rõ ràng ngay từ đầu thì tất nhiên đấy là một lợi thế, chứ còn còn thông thường 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 là đi làm thường là phát sinh là cứ như sai đâu sửa đấy, tức là bắt đầu thấy chỗ này thấy chậm quá thì bắt đầu yêu cầu tin học hóa, nhưng mà không có một cái chiến lược tổng thể. Đấy, chính vì thế cho nên là chúng ta phải có một cái chính sách ngay từ đầu, cái chính sách về 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 tối ưu ngay từ đầu, chính sách về công nghệ thông tin ngay từ đầu ấy, thì cái việc triển khai nó mới đồng bộ và cái việc đầu tư nó mới đồng bộ được thì nó mới hiệu quả được. Chứ còn nếu mà làm theo kiểu thông thường thì thông thường là
cứ thấy thiếu là bắt đầu đi mua kiểu như vậy, chứ không không biết được cái bức tranh toàn cảnh. Ví dụ như là ngày trước là mình đã làm ở một số ở một cái ngân hàng mà những cái phần mềm mà nhỏ 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 để phục vụ các phòng ban này nó lên đến hàng trăm, đúng là hàng trăm luôn, đúng là hàng trăm, mà thực ra là cuối cùng là nó bị kiểu dạng bị phân mảnh dữ liệu ấy. Có những dữ liệu là sao phải nhập đi nhập lại ở rất nhiều các cái phòng ban khác nhau mà không biết, bởi vì các phòng ban này họ cứ thấy thiếu là họ yêu cầu là họ làm thôi, họ bị mua ở ngoài hoặc họ ao suộc ra bên ngoài, ví dụ như vậy, thì cuối cùng là lên đến hàng trăm cái phần mềm nhỏ 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 như vậy mà không khai thác được hết cái dữ liệu, và dữ liệu dư thừa rất là nhiều và nhập đi nhập lại rất nhiều. Thì đến cái giai đoạn thứ ba ấy gọi là organization optimize đấy, cái này mới là mới gọi là chúng ta đưa ra cái chính sách tối ưu, đưa ra cái kế hoạch tối ưu về về cả một cái đơn vị, cả một cái doanh nghiệp, chứ không phải là chỉ từng phòng ban ở trong trong đơn vị. Và cuối cùng ấy, và cuối cùng là đến cái giai đoạn mà gọi là industry level, tức là cả cái ngành đấy nó sẽ tiến hành đầu tư về công nghệ thông tin, nhưng tất cả các công ty đều tiến hành. Sau khi mà chúng ta đã có về chính sách rồi, về policy rồi, về planning rồi, thì chúng ta sẽ triển khai, chúng ta sẽ đưa ra cái triển khai, tức là những cái chúng ta sẽ quyết định xem là chúng ta sẽ triển khai những cái mảng nào. Ví dụ như là chúng ta có một số các cái hệ thống lõi, ví dụ như là hệ thống core banking ở trong ngân hàng, hệ thống ERP đối với doanh nghiệp, hệ thống quản trị khách hàng như là hệ thống CRM, rồi hệ thống Salesforce, hệ thống liên quan đến hỗ trợ sale đấy. Rồi chúng ta sẽ có đây là các cái kế hoạch đơn lẻ, đúng không, triển khai các dự án như core banking, ERP, CRM, rồi chúng ta có thể có cái program management để kết hợp các cái dự án mà triển khai đồng bộ thì tốt hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ có thể có cái phòng gọi là phòng PMO, là phòng program management office, cái phòng nơi đấy là chúng ta sẽ tập hợp các cái dự án để kết hợp lại với nhau. Và đến cái phần triển khai này thì chúng ta cũng sẽ có một số cái framework để hỗ trợ cho chúng ta chỉ trong cái việc triển khai, để chúng ta đỡ phải nghĩ từ đầu. Thì chúng ta có thể tham khảo một số các cái framework như là COBIT, ETIN hay là SLCP, và chúng ta phải có một cái phần gọi là quality control là để kiểm soát chất lượng. Cái này chúng ta phải lên kế hoạch từ đầu để chúng ta có thể đong đếm được cái chất lượng trong quá trình chúng ta triển khai. Rồi cái này thì thôi, vì cái này nó không thi mình không nói nữa, cái phần số hóa này đi thi không nói nữa. Còn các bạn nào có thời gian thì đọc thêm cái slide này.